giải trí hôm nay triệu lệ dĩnh lâm canh tân dẫn đầu dương tử tiêu và vương nhất bác cũng có tên trong danh sách tin tức ngành công nghiệp giải trí ngày nay tràn đầy sự phấn khích việc thay đổi vai diễn của triệu lệ dĩnh trong phim đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi và sự trở lại màn ảnh của lim tâm xin đã thành công vang dội người hâm mộ tiêu cực của dương tử đã lên tiếng xin lỗi và kỳ vọng vào bộ phim mới của tiêu chiến rất cao kỹ năng diễn xuất và ngoại hình của tan Chiên chi đã được công nhận còn màn trình diễn xuyên biên giới của Wang Yibo rất xuất sắc. Diện mạo mới của địch lệ nhiệt ba dẫn đầu thời trang, con đường yên khiến cả thế giới choáng váng trên thảm đỏ can. Câu trả lời hài hước của Hàn Hồng khiến hot search tăng vọt. Tin tức về người nổi tiếng cho thấy sự đa dạng của làng giải trí và được công chúng tiếp tục quan tâm. Tin tức trong làng giải trí luôn chóng mặt, những tiết lộ ngày nay lại càng thú vị hơn từ việc triệu lệ dĩnh thay đổi vai diễn cho đến sự trở lại màn ảnh của lâm canh tân từ lời xin lỗi của dương tử từ, từ phía antiphon cho đến sự kỳ vọng của tiêu chiến đối với các bộ phim truyền hình mới mọi tin tức đều mang tính thời sự bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những cập nhật mới nhất về các ngôi sao này để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc tuyệt vời nào trong làng giải trí luôn thay đổi tin tức nóng hổi ngày nay chắc chắn là sự thay đổi vai diễn trong phim giữa triệu lệ dĩnh và dương tử ban đầu triệu lệ dĩnh được dự kiến sẽ đóng vai chính trong bộ phim the tree offline nhưng cuối cùng sự thay đổi này đã gây ra sự bàn tán rộng rãi và bình luận nhiệt tình từ cư dân mạng người hâm mộ triệu lệ dĩnh bày tỏ sự thất vọng nhất định nhưng đồng thời cũng tràn đầy kỳ vọng vào màn trình diễn của dương từ lim căng xin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của khán giả với sự nổi tiếng của bộ phim truyền hình du hành cùng phượng hoàng diễn xuất của anh trong vở kịch đã giành được sự yêu mến của khán giả đặc biệt là sự kết hợp CP của anh với nữ chính khiến người hâm mộ bàn tán xôn xao, như thể sự ngọt ngào giữa họ sẽ không bao giờ biến mất. Vụ việc anti phần của Dương Tử cũng gây xôn xao dư luận. Một fan da đen đã công khai xin lỗi Dương Tử, thừa nhận phát ngôn trước đó của anh đã tác động tiêu cực tới Dương Tử. Sự việc này còn gây ra những cuộc tranh luận trên mạng và hình ảnh người nổi tiếng cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ đối với Dương Tử và ghi nhận lời xin lỗi từ phía người hâm mộ da đen. Diễn xuất của Tan Kenji trên màn ảnh với khuôn mặt nguyên bản đã làm dấy lên làn sóng bàn tán rộng rãi. Kỹ năng diễn xuất và ngoại hình của anh đã được khán giả công nhận. Chủ đề, tầm quan trọng của gương mặt nguyên bản đối với một diễn viên, đã trở thành chủ đề nóng. Chứng tỏ Tan Chiên Chi không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn có kỹ năng diễn xuất chắc chắn. Bộ phim truyền hình mới, Tăng Hải Huyền Thoại của Tiêu Chiến sắp ra mắt. Diễn xuất của anh trong phim được người hâm mộ rất kỳ vọng. Một tấm áp phích bí ẩn có tựa đề, kế hoạch trong trái tim, do đoàn làm phim tiết lộ đã tiết lộ nhân vật do Tiêu Chiến thủ vai, người vừa có vinh quang của công lý vừa có sức quyến rũ của tà ác. Ngoài ra, một nhà hàng đặc sản ở Thượng Hải còn nhanh chóng trở thành điểm đến nổi tiếng trên mạng để người hâm mộ ghé thăm vì khéo léo kết hợp những cảnh vẽ tay trên tường của Tiêu Chiến với tư cách là đại sứ quảng bá Thượng Hải cho vòng loại Olympic, vương nhất bác tỏa sáng với mỗi chiếc crossover mà anh ấy thực hiện. Với tư cách là đại diện thanh niên của thời đại Z, Wang Yibo đã lan tỏa năng lượng tích cực, hiệu suất và tầm ảnh hưởng của anh đã được công nhận và khen ngợi rộng rãi. Màn trình diễn và diện mạo mới của Diuraba trong Let's Start Mystery đã được khán giả và giới thời trang đón nhận nồng nhiệt. Sự thông minh và vẻ đẹp của cô trong vở kịch đã chinh phục khán giả vẻ quyến rũ cổ điển trong diện mạo mới của cô kết hợp với chiếc băng đô màu đỏ không chỉ mang đến bữa tiệc thị giác cho khán giả mà còn dẫn đầu xu hướng thời trang cổ điển màn trình diễn của đường yên trên thảm đỏ can thu hút sự chú ý của quốc tế những bức ảnh cận cảnh chính thức của cô thuyết phục đến mức tên tuổi mây tang của cô được cả thế giới biết đến hình ảnh xinh đẹp và khí chất của cô được truyền thông và khán giả quốc tế đánh giá cao những câu trả lời hài hước của Hàn Hồng trong chương trình đã gây hot surf. Khi được hỏi liệu cô có mong muốn có con không, cô trả lời một cách hài hước rằng cô không chỉ muốn con của Hạo Lôi mà còn cả con của Alan. Lời nhận xét ra tay dự tiệc của cô chắc chắn đã mang đến sự bất ngờ và tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Những sự kiện lớn trong làng giải trí ngày nay đều chóng mặt, từ thay đổi vai diễn cho đến trở lại màn ảnh, từ lời xin lỗi của người hâm mộ đến kỳ vọng vào phim truyền hình mới mỗi ngôi sao đều tỏa sáng trên sân khấu giải trí theo cách riêng của mình những sự việc này không chỉ thể hiện sự đa dạng của ngành giải trí mà còn phản ánh mối quan tâm liên tục của công chúng đối với đời tư cũng như hoạt động nghề nghiệp của những người nổi tiếng chúng ta hãy cùng chờ đón những màn trình diễn thú vị hơn nữa của họ trong tương lai nhé